Châu Quân xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới con chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay là anh Lực không ở nhà, là hôm nay là con tự ghi hình trong cuộc sống hàng ngày của con. Con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị sẽ theo dõi hết video ạ. Hôm qua thì anh em cũng đã cùng con làm xong trường, bây giờ chỉ còn mỗi bậc thang chưa làm. Bây giờ con sẽ lấy dìa đi đi buộc xong con về làm thang sau. Con được thì hôm trước bị ghẻ, cũng được bạn của anh Lực mua thuốc lên cho, thì cũng đã khỏi rồi. Bây giờ chỉ còn nó chỉ còn bị một ít, cũng gần khỏi. Dê thì từ lúc mua về đến bây giờ thì con nào cũng chả bị sao, chỉ mỗi con được bị ghẻ một tí. Lúc lấy về con chỉ tưởng nó bị ghẻ, bị thay lông, nhưng không phải. Dê thì con nào cũng đều khỏe hết, chả bị sao. Giờ cũng đã buộc xong rồi, con về nhà làm nốt là cái bậc thang của con dê cho nó lên á.
giống ngô này thì cũng được bà chị mua cho trồng cũng khá là tốt, từ cũng không có vì sao cả. Hiếu, Hiếu à, có ăn mê không? Đây, đây. Chào nè, hôm nay chào mà. Chào ô, nu hai mê này. Chào mà. Hiếu thì cũng vừa dậy nên không cũng không muốn chào với lại mấy ngày hôm nay không được đi học cũng cha cũng quên, anh Lực lâu không xuống cha cũng quên cách chào. Cái thang lên của con dê thì con để ba cái tấm ván thôi, để ba tấm ván nó mới lên dê. Bây giờ con phải mổ một cây nữa, con phải chẻ ra một cây nữa tí phải kẹp trên kia. Hôm tối qua con để tối qua con vừa để thì còn chưa được mấy. Cây này thì khá là cứng, cũng lấy về để lâu. Như cây này thì lấy về để lâu, thế này thì bây giờ lấy đi để đâu thì nó cũng không mọt được. Sumo hát ra chê. Ông thì từ lúc đi Lào Cai vì cũng đã khỏi, cũng đã khỏi khỏi hẳn rồi. Bây giờ thì như lúc đấy thì ông đã đi lấy được một vắc cỏ về rồi, mới về nhà. Trời mấy hôm nay khá là nắng, mới làm được một tí mà toát hết mồ hôi.
Vâng. Chọn đây à. Thì chẹp ra. Chiều qua thì cũng được anh em ra giúp đỡ. Con thì cũng đã, bây giờ chỉ còn một ít nữa thì cũng là xong rồi. Chiều hôm qua thì anh em cũng có việc bận làm được với con một lúc rồi anh đấy cũng đi về. Là một mình con hôm qua cũng tự làm được một lúc. Thằng ba với thằng A gì đâu với thằng nào tên mình lẽ khát chưa cái này thì cũng khá cái đi kẹp này thì non ấy thì con không dám lấy đinh đóng nếu mà lấy đinh đóng tí nó vỡ thì không được lâu con sẽ lấy dây thép đây buộc. Ở đây, hạ sực xe mô bộ. Hốc bà, hốc bà, hốc bà. Quay sản, quay hốc chứ đậy. Vắt này mẹ thay thế khuôn này còn mà. Phà mà. Thay chặt thì bà chứ đậy. Ồ, bà đây. Lắc lắc tốt xuống mà, thúc nó tầm yếu. Cấp nó tẩm yếu lên khúc cầm này khúc ẩm này hãy đi xuống tàu câu nhập tí lim nó hạt chế kèm bà mà học sinh nó đầy mà
to. Này 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 này. Hành này á? Ừ. Chúng lại bắt qua rồi. Chúng lại đúng này à. Có trả tấn mà chuẩn này chúng còn có đâu. Mà nó tắt đi chứ lại mà. Bây giờ thì cũng gần xong rồi. Chỉ cần buộc ở đây một tí nữa. Với lại buộc cái thanh thanh kẹp kia nữa là xong rồi. Bố khát mà. Mới làm thầy chiếu lại cái này chứ mà nè. Cắt điếu đây cả mấy lét á. Phố gọt đây khó đứt. Chúng gì thì đây cũng là lần đầu mà con tự làm như thế này thì cũng khá là đơn sơ. Con cũng mong các bác sẽ thông cảm cho con. Đây là lần đầu con làm thì không được đẹp cho mấy. Với lại nhà con thì cũng không có gỗ nhiều. Nếu mà có gỗ nhiều thì con lấy mấy cưa đi xẻ gỗ về. Thì nó làm thì nó đẹp hơn, nhưng mà nhà con không có gỗ nhiều. Còn mấy cây khá là bé, nhưng mà cây bé quá thì lấy về thì mấy ngày chưa được mà làm được mấy tháng là nó mọt nhanh lắm. Cái cây sâm mọc ấy thì nó cây non quá, con không dám lấy về, sợ. Chiếu quần mà. Đây à. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, bây giờ chúng dê con thì cũng chuẩn bị xong rồi. Đợi ông buộc bên kia nữa là xong rồi. Úi. Dê thì hôm trước để bên kia khá là hẹp. Bây giờ thì con cũng làm được về bên này. Nếu mà nó có con ấy, nếu mà bây giờ thì con to kia cũng sắp đẻ rồi. Thì lấy về để đây thì nó sẽ ở thoải mái hơn. Bây giờ đợi ông buộc thì con hộ ông buộc xong thì cũng đã hoàn thiện xong cái chuồng dê của con rồi.
chuồng dê của con thì khá là đơn sơ. Con cũng mong các bác sẽ thông cảm cho con. Vì đây, vì nhà con cũng không không có gỗ, không có cây gì cưa về làm thì nó khá là sọc sạch, như nó không đẹp như lấy tấm ván về làm. Nhà con thì có cây nhưng mà nó bé quá thì bây giờ không chặt được. Bây giờ thì cũng đã xong rồi. Hôm qua thì con cũng đã lấy dê về để ở trong này. Nhưng mà tối qua con chưa buộc thanh ngang để bên thanh kẹp để bên trên kia thì con lớn kia thì nó ở không quen, xong rồi nó mới chạy ra. Sáng con mới lấy buộc ở bên này. Bây giờ thì con cũng đã buộc xong, chắc là bây giờ con cũng đã buộc xong, chắc là để con dê vào thì cây nó không chạy nữa. Mà có tốt nhỉ, tốt tình trắng. Bây giờ con phải buộc một tí nữa, con buộc thành 3 khúc nó mới chắc chắn. Vào. Bây giờ đợi ông buộc ở bên này nữa là xong rồi. Chuồng dê của con thì ở trong nó bây giờ cũng đã buộc xong hết rồi. Bây giờ con sẽ cùng ông làm nốt bên này nữa thì cũng đã xong rồi. Cắt tôn phố quản như thế. Còn thỏa đây bộ đây đưa nữa. Mình hiểu một câu chuyện.
bây giờ đã xong rồi. Ông thì cũng bây giờ trồng dê thì trồng dê nhà con cũng đã xong rồi. Chắc là bây giờ đấy, bây giờ thì con sẽ lấy con sẽ cho lợn ăn đã. Lợn của nhà con thì lúc mua về thì con không không bao giờ cho ăn cám đâu. Lúc nó không ăn cám ấy thì con không nên cho, sợ sau này nếu mà không có cám thì nó không ăn. Khá là khô, con phải đi lấy nước về để một ít đã. Bà với bà thì cùng Hiếu đang cùng em Hiếu đang ở bên kia đang lấy rau. Chuồng lợn của nhà con thì cũng đã được 2 ngày không hót rồi. Bây giờ nó đang ăn thì con hót chuồng bên này trước. Tí nó ăn xong con hót chuồng bên kia sau. Lợn này thì cũng khá là khôn, chỗ ngủ của nó thì nó làm khá là sạch. Bây giờ thì cũng đã hót xong rồi. Bây giờ thì con cũng đã hót xong rồi. Đợi cho lợn ăn xong thì con hót chuồng bên kia sau. Đây 2 ngày con không hót ấy là 2 ngày con bận làm chuồng dê nên là con không hót được. Bà thì không đi hót. Bà thì đi lấy rau lợn với lại làm những công việc khác thì bà không dọn được thì con đến ngày hôm nay con mới dọn thì nó hơi bẩn một tí. Con mong tất cả các ông bà các anh chị sẽ thông cảm cho con. Chuồng dê của con cũng đã làm xong. Bây giờ thì con thái cỏ một tí nữa. Cỏ của nhà con thì cũng đã hết rồi. Phang quá, để mà ít chút đứa nào. Bây giờ thì cỏ cũng đang mọc khá là ít thì phải lấy rơm pha. Nếu mà không lấy rơm pha thì nó ăn hết khá là nhanh. Với lại mấy ngày hôm nay thì khá là nóng thì sáng chỉ lấy, đợi đến buổi tối mới lấy được rồi. Chiều đi lấy thì một tí cỏ khô héo hết rồi.
việc thường ngày của con thì nếu mà không có gì làm ấy thì sáng thì con chỉ đi lấy cỏ về cho con bò với lại lấy dê đi chăn. Còn ông với bà thì nếu mà con đi lấy cỏ thì ông đi lấy củi. Còn nếu mà ông đi lấy cỏ thì con đi lấy củi. Bà chỉ đi lấy rau lượn. Bà thì cũng không có gì làm. Bà chỉ lấy rau lượn với lại chồng em Hiếu. Còn em Hiếu thì mấy ngày hôm nay được nghỉ. Ngày mai mới lại được đi học tiếp. Bây giờ thì con thấy cỏ xong hết mới đi nấu cơm, ăn cơm sáng. Ông thì sáng dậy ra là uống thuốc xong ông đã đi lấy cỏ rồi. Như sáng nay thì con đang làm chuồng dê, ông đã đi lấy được một vác cỏ về. Đấy, chuồng dê của con cũng đã làm xong rồi. Kiến thức phim này cũng khá là dài rồi. Chắc con cũng phải nói lời chào tạm biệt với ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Mm-hmm.